Nhiều khi thà cô ấy đánh chửi tôi một trận, chứ đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe như chưa từng có gì xảy ra. Còn tôi lại không thể làm được gì cho cô ấy. Cạn đi, uống cho say. Say rồi thì không cần nghĩ nữa, có đúng không? Cách lệ, nhiều năm trôi qua mà anh vẫn không thể làm được. Mình đừng tiếp tục làm khổ nhau nữa, được không? Em không sợ cực khổ, chỉ cần anh cho em thời gian, em sẽ chứng minh cho anh thấy. Không được, mình không thể tiếp tục như vậy được. Mình phải giải quyết triệt để chuyện này. Cạn ly, chúng ta uống tiếp. Tôi nói cho ông biết nghe, chủ tịch Kiện Tiểu Dương hả? Tôi bảo đảm có thể làm cho anh ta phá sản hoàn toàn, không còn cái quần. Anh làm gì mà uống say dữ vậy? Bạch Bạch à, sao em chưa ngủ? Em chờ anh hả? Anh chỉ biết có em tốt với anh thôi, không có em anh không biết phải làm sao. Biết làm sao cái gì? Sau này anh uống ít lại đi. Ơi, có anh uống ít hơn hai lon. Bọn họ kêu tới sao kết. Anh uống ít hơn hai lon. Anh còn nói với họ là bạn gái tôi quản tôi nghiêm lắm, không thể em uống gọi nhiều anh không nữa. Nghe nhắn tin không trả lời, tới khuya chưa về mà về tới thì say mềm. Anh nghĩ em vui không? Anh uống ít lại đi có được không? Nhớ anh hả? Không nói anh biết. Em yêu à, em như vậy anh không có tâm trạng làm việc đâu. Vậy thì anh đừng có về Mỹ. Tháng sau anh phải về rồi. Sao lại như vậy? Nhưng vì em, anh sẽ suy nghĩ lại. Được rồi. Chị Suga đang xem gì vậy? Sao cười tủm tỉm vậy? Muốn gì hả? Người ta chỉ muốn xem thôi mà. Tôi đang nhắn tin với bạn trai, cô xem gì mà xem? Bạn trai sao? Chị Suga, chị có bạn trai hồi nào sao không nói cho em biết vậy? Vậy hàng tháng tôi tới kỳ có cần thông báo cho cô biết luôn không? Trời ơi, chị đừng như vậy mà. Ê, mà nói em biết anh ấy là người thế nào đi. Anh ấy kỹ thuật viên cấp cao công nghệ thông tin, lương tính bằng tiền đô đó. 200 ngàn. 200 ngàn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tôi còn chưa có nói sao? Xong đâu. Anh ấy ở San Francisco, Canada, Bắc Kinh, Thượng Hải đều có nhà. Nói sinh nhật tôi năm nay cho tôi tùy ý chọn một căn để làm quà. Wow, chị Sugar, chị trúng độc đắc rồi đó. Cho nên cô nhìn tôi đi, còn không biết bắt chước tôi nữa. Để xem có câu được anh chàng nào trên đỉnh kim tự tháp không. Thoát khỏi cuộc sống làm sai vặt ở trong văn phòng này đi. Chị nói cũng đúng. Giờ cô biết nên làm sao rồi chứ? Em pha cà phê cho chị uống nha. Ê, thôi, tôi không uống mấy cái thứ cà phê tầm thường này. Muốn uống thì phải uống loại này. Dì Tây à, hợp đồng của chúng ta với tập đoàn Đức Bia chừng nào kết thúc? Mới ký chưa được bao lâu. Nhưng mà sao? Việc dung đường chúng ta hợp tác với vô số kênh phân phối sản phẩm, tại sao nhất định phải là Dubai chứ? Hạ Tổng là người rất có năng lực. Trên thực tế, sau khi Duyệt Dung Đường hợp tác với họ thì lượng tiêu thụ đã tăng lên đến 30% lần. Với công ty mà nói đây là một chuyện tốt. Tăng lên 30%, cũng khá lắm đó. Nhưng mà con nghĩ nếu đổi lại giao con làm nhiệm vụ này, với năng lực của con, thành tích mà con gặt hái được nhất định không chỉ 30% này thôi. Con chịu quay về đây thì tốt. Nhưng nói thật, ba con tìm đủ mọi cách đào tạo con vì muốn con về tiếp quản Duyệt Dung Đường. Tuy là quan hệ hai cha con hiện giờ không tốt, nhưng mà dì tin ông ấy đang đợi con. Dù gì con cũng là đứa con duy nhất và cũng là người thừa kế duy nhất của Duyệt Dung Đường. Trời ơi, chị Tây à, chị đừng có nói như vậy. Ở trong lòng của con, chị mới là CEO giỏi nhất của Duyệt Dung Đường.
Thiệu Tề à, lý do mà trước đây con không chịu quay về có phải tại gì không? Dì nghĩ nhiều rồi chị Tây à. Ông chủ nhỏ, con chưa từng có ý trách gì. Không thì bây giờ sao con ngồi đây để nói chuyện với dì chứ? Ông chủ nhỏ, tóm lại con không muốn trước khi mình chưa làm được trò trống gì đã trở về thì tất cả mọi người đều coi thường con. Con cũng xem thường chính mình nữa. Đừng vì chút trắc trở nhất thời mà mất đi nhiệt huyết. Vì biết khả năng của con không chỉ có bấy nhiêu, con nhất định sẽ phấn chấn lên, chứng minh cho tất cả mọi người thấy. Nhưng con biết bắt đầu từ đâu đây? Một chút nữa chúng ta có một cuộc họp về sản phẩm mới, con nhớ tới tham gia nha. Alo, Thiệu Tệ, hàng bên bộ phận anh tới rồi đó, qua lấy đi. Chị Sugar đúng là liệu sự như thần. Vừa nói mình phải tìm người trên đỉnh kim tự tháp thì mình liền phát hiện ra bí mật động trời. Thì ra chân mệnh thiên tử đang ở bên cạnh mình mà mình không hề hay biết. Nè Sở Tâm, chút nữa tan ca chúng tôi đi spa, muốn đi chung không? Ờ cũng được, hai người đi chưa rồi đi, hả? Chưa đi nữa nên mới đủ cô đi chung. Hôm nay Tiểu Nhan là hàng thùng này đúng không? Ờ đúng rồi. Vậy tôi mang đi. Ê, ha. Hả? Cậu chủ Tề à, mấy chuyện này cứ để tôi làm giùm anh là được rồi. Ê, Lục Sở Tâm, cô vừa gọi tôi là cái gì? Đây là công việc của tôi mà, đâu để có tôi cho. Cứ để tôi làm, anh nghỉ ngơi đi. Ôi trời ơi, đâu có sao đâu, tôi quen với mấy cái chuyện không này rồi. Không được đâu. Anh giả dạng thường dân tới thị sát dân tình mới bị ăn hiếp. Hả? Về sau mấy chuyện này cứ giao cho tôi đi, anh đừng làm mấy việc giặt này nữa mà. À, tôi không làm việc giặt thì làm cái gì chứ? Anh hả? Anh nên quay lại vị trí vốn thuộc về mình, bởi vì đó mới thật sự là anh. Vị trí vốn thuộc về tôi hả? Ờ được, vậy tôi quay về kho, cô giúp tôi nha. Được rồi, vậy tôi về trước á. Đã quyết định tên của sản phẩm lần này là dòng sản phẩm dược thời gian. Ý muốn nói là sau khi người yêu vượt qua khó khăn và gian khổ, vẫn không quên thề hẹn lúc đầu, tin vào cuộc sống, nên cuộc họp hôm nay chúng ta sẽ quyết định vấn đề làm bao bì và nêu ra các phương hướng để quay quảng cáo. Mọi người có ý tưởng gì mới không? Theo em thấy, chúng ta có thể nhấn mạnh thề hẹn ban đầu, bốn từ này. Vì có nhiều cặp tình nhân sau khi trải qua thời gian mặn nồng, họ thường xuyên cãi giả, thậm chí là hiềm khích. Đặc biệt là nếu cộng thêm sự thay đổi về thời gian và không gian. Tóm lại, em cảm thấy những người yêu nhau sau khi cãi giả thường quên đi hết những điều tốt đẹp ban đầu. Cho nên chúng ta phải tìm lại những ký ức hồn nhiên như lúc họ vừa mới bắt đầu yêu. Còn tôi thì trái ngược hoàn toàn với ý của chủ quản Dương. Tôi cũng hiểu tình đầu với đại đa số mọi người đều là đẹp đẽ nhất và khó quên nhất. Nhưng mà có bao nhiêu mối tình đầu đi được đến hôn nhân? Chắc mọi người đều biết, người sẽ cùng mình đi đến cuối cùng có thể không phải là người yêu nhất, nhưng là người thích hợp nhất. Nếu như chúng ta muốn có được thật nhiều khách hàng đồng điệu với sản phẩm của chúng ta, tôi thấy là chúng ta nên dùng tình yêu của người phụ nữ biến nó thành sự kiên cường không gục ngã và kiên định. Hai người vừa nói nghe đều rất có lý. Vậy còn những người khác? Nếu không ai có ý kiến gì khác thì chúng ta đành phải bỏ phiếu quyết định. Ờ, tôi có ý kiến. Thiệu Tề. Dạ. Nói ra nghe thử. Tôi thấy thay vì quá câu nệ giữa tình đầu và tình cuối chỉ là ý nghĩa về hình thái, chỉ bằng chúng ta cụ thể quá nó, để khách hàng vừa nhìn thấy ra là nhận ra liền thông điệp mà chúng ta muốn nhắn gửi qua từng sản phẩm là gì. Bởi vì không phải khách hàng nào cũng đối với tình yêu cũng có suy nghĩ giống như nhau hết, đúng hay không? Sắp tới sẽ có một bộ phim điện ảnh 3D, chủ đề là tình cảm kinh điển. Nó là một trong những bộ phim tình cảm vượt thời gian. Sở dĩ nó có tiếng vang tới như vậy là bởi vì khán giả như chúng ta cảm nhận được một đại tiệc tình yêu.
Nên theo ý cá nhân của tôi, chúng ta có thể hợp tác với bộ phim này, in poster phim lên chai sản phẩm của chúng ta, như vậy sẽ mang lại ấn tượng thị giác hiệu quả. Chỉ cần khách mua dòng sản phẩm này của Duyệt Dung Đường sẽ được voucher giảm giá khi mua vé xem phim. Và ngược lại, chúng ta có thể dựa vào doanh thu phòng vé xem phim tình cảm kinh điển để đánh giá sức mua dòng sản phẩm Dược Thời Gian của chúng ta như thế nào. Làm như vậy sẽ có được hai lợi ích. Thứ nhất á, là tạo được chủ đề, tiền cho quảng cáo. Thứ hai là nó cụ thể quá hình tượng thương hiệu của dòng sản phẩm mới Người Tình Dược Thời Gian lần này của Duyệt Dung Đường. Hình tượng rất là quan trọng, có đúng không? Ý rất hay. Vậy chúng ta phải tìm một vài bối cảnh hẹn hò khiến người ta nhớ mãi không quên để quay quảng cáo, đồng thời có thể liên kết đồng nhất với ý tưởng chủ đạo của dòng sản phẩm. Vậy bản kế hoạch lần này sẽ giao cho Thiệu Tề làm. Hả? Thật hả? Cậu được lắm. Chủ Quảng Dương, đây là dự án đầu tay do Thiệu Tề phụ trách, lại là sản phẩm chủ lực của công ty chúng ta. Cô lại khá thân thiết với Thiệu Tề, phiền cô và team của cô giúp đỡ cho cậu ấy. Được thôi, không vấn đề. Vậy cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc. Chấp hành trưởng, em tình nguyện qua giúp anh Thiệu Tề hoàn thành kế hoạch lần này. Em là bướm băng non, em lớn lên trong mùa cách mạng. Trời ơi, được rồi, dừng lại đi. Hôm nay cậu thật sự khá lắm luôn đó. Cậu bị ma quỷ nhập hay là âm hồn Dược Thời Gian vậy? Bình thường như phế nhân hả? Đúng rồi. Phế cái gì chứ, tôi đã nói với mấy cô bao nhiêu lần rồi, tôi á là nhân tài, tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh đàng hoàng. Dự họp á chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mới khen có vài câu đã bắt đầu nổ bên trời rồi, đáng đánh. Nè, tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà. Ôi, sự thật này quá hư vô. Sự thật chính là sự thật mà. Tôi nghĩ chắc cậu không cần tới tôi đâu. Với lại tôi cũng không có thời gian rảnh hợp với cậu. Quỷ bỏ. Ê đừng mà, Yumina, tôi là nhân tài thiệt mà. Thật sự tôi rất cần sự chỉ dạy của cô. Chị Sugar, chị sao vậy? Lại bị ba người họ chiếm thế thượng phong, tức chết đi được. Trời ơi, không sao đâu mà. Chị Sugar, đẳng cấp của chị cao như vậy nè, hà tất phải đi chấp nhất với bọn người thấp kém đó làm gì chứ. Tức giận chỉ làm hỏng tâm trạng của chị thôi. Cô đó, cô còn dám đứng đây nói cậu ta là người mới còn biết cách biểu hiện. Còn lúc nãy cô làm gì? Từ đầu tới cuối ngồi thư ra nhìn Thiệu Tề như con ngốc, còn chủ động đòi qua giúp cậu ta hoàn thành bản kế hoạch. Cô muốn chọn cũng phải chọn chủ quản cấp cao chứ, ai lại đi chọn cái tên sai vặt. Đầu óc cô có vấn đề rồi hả? Thiệu Tề, trời ơi, em tự biết cân nhắc rồi chị. Cân nhắc? Để tôi chóng mắt coi cô cân nhắc. Cô mà có thể làm được trò trống gì. Mặc kệ cô. Sợ quá sợ quá. Hồi nãy suýt chút nữa mình đã nói ra thân phận của Thiệu Tề rồi. Lỡ như chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì càng có nhiều người giành với mình hơn. Không được, mình phải giữ kín bí mật. Nè, giúp mình chọn một bộ đi. Là bộ này được hay là bộ này được đây? Bây giờ mình nên chọn bộ nào? Trời ơi, cậu mau xem đi. Mình thì thích bộ đang mặc ở trên người lắm, vì kiểu dáng đơn giản khác hẳn phong cách thường ngày của mình đó. Nhìn có vẻ dịu dàng nữ tính đúng không? Nhưng mà mình cảm thấy màu sắc của nó hơi tối. Mặc màu tối sẽ làm cho mình mờ nhạt. Không được. Mình phải thay bộ khác, mình nên mặc màu sáng thì hơn. Ông Mỹ Yên, cậu đã thay 20+ bộ rồi, cậu quyết định đi chứ. Cậu tưởng mình muốn hả? Cậu phải hiểu là mấy bộ đồ này chẳng khác chiến bào phiên bản hạn chế, giúp mình nâng cấp từ hạng phổ thông lên hạng siêu cấp đó. Sao mình có thể chọn tùy tiện được chứ? Cậu đâu có tùy tiện. Nãy giờ cậu thay mấy chục lần. Quần áo bên kia sắp chất thành cái núi rồi, muốn mở tiệm luôn còn được. Mình cảm thấy bộ cậu đang mặc ở trên người cũng đẹp mà, rất năng động, lại nhu mì, không kém phần tao nhã. Hay chọn bộ này đi. Nhưng mà mình thấy màu sắc của nó nhìn giống mấy bà thím lắm, không được trẻ trung. Ông Mỹ Yến, mình biết là cậu lo lắng. Cậu luôn hy vọng Bạch Dân Phi của cậu xuất hiện, có thể mau chóng trèo lên lâu đài đón cậu.
Nhưng Bạch Vân Phi này, anh ta biết cậu hay khóc, cho nên trước khi cậu khóc sẽ chọc cho cậu cười. Anh ta biết cậu thích tưởng tượng nên sẽ nghĩ người hay mơ mộng như cậu rất đáng yêu. Vì biết cậu trong sáng, không có xảo quyệt, cho nên anh ấy sẽ không, không để cho cậu bị thương. Cho nên cậu nhất định phải tự tin vào chính mình, có được không? Vì chỉ khi cậu tự tin thì mặc cái gì cũng đẹp. Chị Minh cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà từ sau chuyện tỏ tình với anh Nghị Lực thì mình dần mất hết tự tin vào bản thân mình. Mình lại không muốn từ bỏ Chí Minh. Mình sợ nếu lần này anh ấy lại từ chối mình nữa, mình sẽ buồn lắm đó. Trời ơi, đừng buồn mà. Đến đi. Ông Mỹ Yến, chúng ta đã tốt nghiệp 10 năm rồi, nên cậu đừng có nhớ tình yêu tuổi học trò nữa. Cậu đã thay đổi rồi, bây giờ cậu trở nên đáng yêu, hoạt bát hơn, rất xinh đẹp, lại hiền lành, đang có công việc ổn định. Mình nói thật lòng đó, nếu mình là đàn ông, nếu mình tình cờ gặp cậu ngoài đường, mình nhất định sẽ bắt cóc cậu, thiệt đó. Nhưng tiếc cậu không phải là đàn ông. Cậu thường nói cậu là công chúa lâu đài mà. Cậu cứ xem Chí Minh như là một trò chơi trải nghiệm. Nếu lần này lỡ không đạt mục tiêu, coi như bị game over, té xuống tầng tháp thấp hơn, tan xương nát thịt, rồi biến thành cô bé lọ lem, cậu chịu không? Mình không chịu. Chí Minh là của mình, không ai được giành với mình hết. Chính là thái độ này. Tôi muốn gãy tay luôn rồi nè. Tay cậu sao rồi? Nhưng mà lỡ như anh ấy lại không trả lời mình thì phải làm sao đây? Lúc nãy khí thế lắm mà, mình hồi hộp. Rồi, không hồi hộp. Không sao đâu, cố lên. Được. Cố lên. Dạ chú, thật ngại quá, đột nhiên hẹn chú ra làm lãng phí thời gian của chú. Không cần khách sáo đâu Dĩ Phạm, bây giờ con là mẫu đàn ông doanh nhân thành đạt đáng ngưỡng mộ, chú chúc mừng con. Thì chú cũng vậy mà, vẫn khí chất như ngày nào. Làm gì có. Con biết dạo này chú rất bận, nên chú cháu mình không có thời gian gặp mặt. Con nói đúng rồi đó, mỗi ngày chú đều phải bay sang Việt Nam, qua Campuchia coi công xưởng, rồi còn phải bay qua châu Âu gặp khách. Chú thật sự không có thời gian qua Mỹ thăm con, chú xin lỗi con. Giờ con đã là người phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương của WB. Con quá tài giỏi rồi. Có nghĩa là hồi đó chú không nhìn lầm người, con nhất định làm rạng rỡ tổ tiên nhà mình. Nếu hồi đó không nhờ sự giúp đỡ của chú thì con đâu có ngày hôm nay. Dĩ Phạm, đó không phải là giúp đỡ mà là đầu tư. Những doanh nhân thành đạt đều có khả năng chọn đối tượng đầu tư, có đúng không? À đúng rồi. Chú Ba, thật ra hôm nay ngoại trừ con tới đây thăm chú ra, con còn có chuyện này muốn hỏi chú. Con nói đi. Hồi đó con giúp cho chú đi mượn tiền của chủ tịch Ân, không biết là chú Ba đã trả hết cho ông ấy chưa? Chú Ba, chúng ta là người một nhà, có gì mà không thể nói chứ? Chẳng lẽ số tiền đó vẫn chưa trả hết hả? Dĩ Phạm, mấy chuyện tiền nong con đừng có bận tâm. Nói thật lòng, chú vẫn chưa có cơ hội trực tiếp cảm ơn con. Chỉ có điều... Có điều gì vậy chú? Chỉ là chúng ta cùng nuôi con chó hả? Chỉ là cùng nhau nuôi con chó, ý anh là vậy hả? Thật là ngại quá, là tôi suy nghĩ quá nhiều. Cậu cứ xem Chí Minh như là một trò chơi trải nghiệm. Nếu lần này lỡ không đạt được mục tiêu, coi như bị game over, té xuống tầng tháp thấp hơn, tàn xương nát thịt, rồi biến thành cô bé lọ lem, cậu chịu không? Đúng, vì hạnh phúc của mình
mình liều với anh ta. Phó Chí Minh. Mỹ Yến. Tôi đang định gọi cho cô đây. Hả? Anh đang định gọi cho tôi làm gì? Những lời mà tôi sắp nói ra đây có lẽ nó hơi đường đột một chút. Hy vọng là cô đừng trách tôi nha. Lần trước cô đã từng hỏi tôi giữa hai chúng ta rốt cuộc nó là mối quan hệ như thế nào, nhưng mà tôi vẫn chưa trả lời cô. Đó là bởi vì tôi cho rằng tôi chẳng qua chỉ là một người không có bằng cấp, lại còn không được đi làm ở một công ty lớn. Hơn nữa chỉ là thằng sửa xe ở garage bình thường. Còn cô thì lại khác. Ông Mỹ Yến, cô á là con người rất là tốt, lại chơi game giỏi, cho nên tôi cảm thấy tôi... Vì khoảng cách giữa hai chúng ta quá lớn khiến tôi không dám có ý nghĩ gì khác ngoài việc làm bạn. Cho nên đó là lý do tại sao tôi đối xử với cô giống như vậy. Tôi cảm thấy tôi không xứng với cô. Tôi không xứng với cô. Đủ rồi, anh đừng nói nữa. Mỹ Yến. Trời ơi, anh muốn tôi mất mặt lần nữa mới chịu dừng hả? Đừng bắt tôi chịu đựng thêm được không? Mỹ Yến, nghe tôi nói đã. Anh không cần phải như vậy đâu, tôi không có bám anh nữa đâu mà. Khoan đi đã, tôi vẫn chưa nói xong mà. Nghe tôi nói hết đã. Tôi biết sự tự ti của mình đã làm cho cô bị tổn thương, nhưng mà mấy ngày qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi phải làm sao thì mới xứng đáng với cô đây, để cho cô cảm thấy có một người bạn trai như tôi là tự hào chứ không phải là mất mặt. Nhưng mà cô yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị rồi. Ngày hôm đó anh Hạ có tới tìm tôi, nói muốn tôi làm cộng sự với anh ấy. Chí Minh à, ước mơ của cậu là gì? Ước mơ của tôi à? Tôi hy vọng là mình trước năm 40 tuổi có thể mở được một tiệm sửa xe của riêng mình. Vậy tôi nói cho cậu biết, nếu cậu hợp tác với chúng tôi thì cậu sẽ thực hiện ước mơ đó nhanh hơn. Cậu có hứng thú không? Anh có lòng tin nếu thông qua anh ấy thì có thể thay đổi được tương lai. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Cho nên chúng ta là mối quan hệ mà em đang nghĩ trong đầu hả? Đúng vậy. Trời ơi, bài hát này viết hay thiệt đó. Cậu nhìn ông Mỹ Yến kìa. Hay quá đi. Để coi có viết sai không. Mình biết rồi. Từ tối qua sau khi gặp Chí Minh về xong là đã như vậy. Về rồi hả? Thế nào rồi? Thấy cậu vui vậy chắc là thành công rồi hả? Mà trả lại mình đi. Có chuyện vui thì phải chia sẻ chứ. Ông Mỹ Yến mình muốn nghe. Ừ,
Rốt cuộc cậu có ổn không vậy? Định đánh tới chảy máu trăng luôn hả ông Mỹ Yến? Ông Mỹ Yến, cậu xong chưa vậy? Mình đang mắc muốn chết luôn đây nè. Đừng có cười nữa mà. Rốt cuộc cậu cười cái gì vậy? Mình tè đó quần nè. Đừng bắn hại mình bị chim điệu đảo nha. Mình đoán chắc là Chí Minh đã cho cậu ấy uống canh mê hồn rồi. Rùa con. Có chuyện gì? Bạch Chân Phi nhà chị gửi đầu tới cho chị nè. Có thật không dạ? Mở ra coi. Trời ơi. Wow, bánh xương mà Animo thích ăn nhất đây nè. Dễ thương quá, thật là chu đáo. Gì chứ, bình thường mà. Đúng đó, cậu cũng rất bình thường. Bỏ thùng rác giùm tôi đi. Chị có bịch bánh mà vui tới vậy á hả? Phụ nữ lúc mới yêu thì ai cũng như vậy hết. Dù Chiến Minh đánh rắm thì cậu ấy cũng thốt lên: ơ, thơm quá, thơm quá. Đi thôi. Còn đây là tài liệu cho vụ án ly hôn sắp tới của cô. Cô cũng có thể xem qua. Anh nắm chắc được mấy phần? Dựa theo kinh nghiệm trước giờ của tôi, cộng thêm những chứng cứ này, tôi có thể khẳng định cơ hội thắng vụ kiện này là 100%. Tôi tin anh. Vậy nếu chúng ta không còn vấn đề gì nữa thì tôi xin phép cô Lữ Thiên Vũ. Tôi gọi là Thiên Vũ được không? Sau này anh cứ gọi tôi là Tina đi. Chúng ta đừng quá câu nệ như vậy. Tôi cảm thấy anh làm việc rất đáng tin cậy, lẹ làng nhanh chóng, không giống luật sư mấy chỗ văn phòng khác. Họ nhận quá nhiều vụ nên không có nhiều thời gian lo cho vụ của tôi. Cô Lữ à? Ê, còn gọi tôi là cô Lữ. Ok. Vậy Tina, tôi tin cô cũng là người thông minh. Bất cứ vụ án nào đối với tôi mà nói, dù đối tượng là ai hoặc là số tiền là bao nhiêu, tôi đều xử lý như đó là chuyện của mình, chứ không hề có sự phân biệt nào. Tốt lắm, tôi thích thái độ làm việc này. Tối nay tôi mời anh đi ăn, chúc mừng sớm thành công của chúng ta. Tối hôm nay sao? Tối nay tôi và mấy người bạn trong hội chị em vốn định là tụ họp lại. Họ đều là vợ của mấy ông chủ doanh nghiệp lớn không đó. Có người thậm chí mở thêm mấy công ty lần. Thiên Vũ à, giao du với họ sau này sẽ có lợi cho anh đó. Ok. Không có vấn đề gì, tôi đi. Đúng là phiền thiệt. Bộ sản phẩm làm trắng và dưỡng ẩm lần trước còn chưa bán xong, bây giờ lại bắt làm quảng cáo mấy thứ này nữa. Ôi trời ơi, không còn thời gian hẹn hò với Chí Minh luôn. Mình không muốn tăng ca chút nào hết, lại không có tiền tăng ca nữa. Mấy người làm chủ bây giờ ai cũng vậy, nói cái gì mà trách nhiệm, thật ra họ đang bóc lột người làm công chúng ta. Không biết hổ thẹn gì hết, kiếm đồng tiền dơ bẩn không sợ quả báo trút lên đầu con cái. Đáng ghét. Rùa con. Chuyện gì? Đừng có trù con cái của chủ tịch mà, người ta vô cảm đó. Ý nè, tại vì cậu không bị tăng ca, tôi hỏi cậu nha, cái đứa được nuôi lớn từ đồng tiền dơ bẩn mà nó là vô can hả? Bởi mới nói, tên khốn nhát gan đó không biết trốn đi đâu, chừng nào mới gặp quả báo đây. Hy vọng sớm gặp quả báo. Ừ, bà hắn ăn tiền xương máu nhân viên, con trai ra ngoài nợ người ta một đống tiền. Thôi, quả báo này được đó, cậu có thấy rất xứng đáng không? Cậu cười giả tạo quá. Đâu có, tôi không mắc cười thì đừng có cười. Không phải, tại vì nó đi làm việc của cậu đi, đừng có báo hại chúng tôi tăng ca. Còn không đi. Mau lấy lại tinh thần. Cố lên chúng nha. Ta bắt đầu thảo luận. Rồi, ai có ý tưởng bối cảnh cần quảng cáo dòng sản phẩm dự thời gian lần này? Cô giáo, vấn đề mà cô vừa hỏi là điền vào chỗ trống trắc nghiệm hay vấn đáp nhờ? Được rồi, mình đã nghĩ ra vài ý tưởng. Chẳng hạn như đài quan sát, núi Dương Minh, hoặc giả là nhà hàng lớn, kiểu mà có hồ bơi ngoài trời đó. Theo mình thấy nhất định phải bộc lộ ra được khí chất và thần thái, đồng thời tạo ra bầu không khí thật lãng mạn. Nên mình cho rằng ánh sáng và khung cảnh trên đài quan sát tương đối thích hợp. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, theo mình thấy khách sạn lớn cũng không tệ. Nè, cứ thử tưởng tượng xem. Anh chàng đẹp trai sau khi bước vào giúp cho nữ chính gội đầu, rửa mặt, sau đó ôm nhau quay một vòng, hai người họ bay lên cao, nam chính hôn nữ chính.
Tiếp theo đó hai người họ nằm trên giường. Nam chính nhìn nữ chính và nói: sau khi em tẩy trang xong mà vẫn đẹp như vậy, tiếp theo hai người họ sẽ ôm nhau quay một vòng. Kế tiếp làm mờ cảnh đó xong, chúng ta sẽ chèn logo thương hiệu chúng ta vào. Như vậy không phải vô cùng lãng mạn hay sao Mina? Còn ý cậu thì sao? Thật ra thì ý của tôi cũng trùng với ý của Bạch Bạch vậy đó. Bởi vì trên đài quan sát có rất là nhiều yếu tố để làm quảng cáo mỹ phẩm, chẳng hạn như là cảnh đêm nè, hoặc giả là các cặp tình nhân bên nhau nè. Cho nên tôi bỏ phiếu cho đài quan sát. Tôi cũng vậy. Không sáng tạo. Được, vậy chọn đài quan sát. Tối nay đi chọn bối cảnh. Chủ Quảng Dương tha cho tôi đi. Dạo này ngày nào Thiên Vũ cũng tăng ca tới khuya mới về, nên mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà mình phải làm hết. Nhà còn nóng việc đang chờ kìa, không thể đi được đâu. Còn mình thì tối nay phải về nhà chuẩn bị đồ để đi ra mắt mẹ của anh Chí Minh. Cậu cũng biết đó, ra mắt nhà chồng được. Cảm ơn. Mất nhân tính, không trọng nghĩa. Chủ Quảng Dương, để tôi đi với cô ha. Không nên chậm trễ. Đi thôi. Bây giờ hả? Sao nhiệt tình vậy? Nè cậu Thiệu, bây giờ mới 4:30. Cái chúng ta cần là cảnh đêm, cảnh đêm, cảnh chủ đêm. Chủ Quảng Dương, khó khăn lắm mới tách được Lục Sảo Tâm đi khỏi. Để chút nữa cô ta mà quay lại hả? Biết chúng ta đi xem bối cảnh á, chắc chắn sẽ đòi theo. Phải đó, Lục Sảo Tâm kia dạo này cứ bám theo cậu suốt à. Có phải cậu dùng nụ hôn thần thánh trong truyền thuyết gạt người ta không? Gạt cô ta cũng tốt, giúp tụi mình trút cơn giận vì cứ luôn bị Đường Hiểu Đồng ức hiếp. Trời ơi, tôi đâu có chọc ghẹo cô ta đâu. Cũng không biết cô ta uống lộn thuốc gì mà dạo này thái độ với tôi hoàn toàn khác hẳn. Thôi được rồi, không nói nữa. Đi thôi chủ Quảng Dương. Nè nè nè, khoan đã, tôi còn muốn ngồi thêm một lát. Đi thôi, bye đi bye. Thôi, thời để gian Mina, còn sớm nữa. Đi thôi, đi thôi, đi. Ngồi đi. Wow, chỗ này rộng quá, là gì vậy? Cái này hả? Gọi là van điều tiết gió. Nó được thiết kế để giảm độ chấn động mỗi khi có bão lớn hoặc là động đất xuống 101. Cho nên đây là trung tâm điều hành chính hả? Đúng rồi. Quả cầu này to quá. À... làm gì vậy? Tôi thử xem có âm vang không. Rồi, 1, 2, 3, cười. Rồi. Mình qua kia xem thử có gì không. Hả? Bây giờ đứng đây ngắm cảnh đêm Đài Bắc so với 10 năm trước có gì khác không? Đài Bắc không hề thay đổi, là con người thay đổi. Chú định nói với con lâu rồi, vì chú không muốn con tự gánh trách nhiệm về phần mình. Được, bây giờ chú nói thật với con. Hồi đó chủ tịch Ân có chuẩn bị 10 tỷ thật, nhưng mà không phải cho mượn. Không phải cho mượn, vậy là sao chú? Chủ tịch Ân là con cáo giả trên thương trường. Hồi đó công ty chú gặp cơn bão tài chính, nhất thời không gượng dậy nổi. Nhưng nền tảng công ty chú không tới nỗi nào, sản nghiệp và dự án vẫn còn đó. Ông ấy mượn lý do là đầu tư, mua cổ phần của công ty chú. Hơn nữa thừa cơ yêu cầu tham gia cổ đông với số tiền khống gấp đôi so với thực tế. Vậy chú đã đồng ý? Chú không đồng ý được sao? Công ty chú có mấy ngàn công nhân đi làm về nuôi gia đình, điều kiện hà khắc cỡ nào chú cũng phải đồng ý. Vậy là ông ấy đã móc lột từ chỗ chú hết một mớ. 10 năm qua, ngành thương mại điện tử rất phát triển. Từ 6 năm trước, ông ấy thu hồi lại được 100% số vốn rồi. Số lợi nhuận được chia mấy năm nay còn gấp mấy lần 10 tỷ đó. Vậy là 10 năm qua mình vì cái gì? Sao nhìn anh trầm tư vậy? Đây chỉ là đài quan sát. Thế sao? Phong cảnh không tệ ha? Từ nào giờ tôi chưa từng lên đài quan sát? Thì ra đứng từ trên cao nhìn xuống chính là cảm giác này. Ê, nè cô sao vậy? Chúng ta tới chọn bối cảnh, cô thương cảm cái gì chứ?
Thật ra thì tôi đang có suy nghĩ này nè. Ở trong đoạn quảng cáo của chúng ta xuất hiện bối cảnh y chang vậy. Tìm một cặp trai tài kẻ sắc là nam nữ chính, họ đứng ở đây khiêu vũ. Để tôi thị phạm cô xem ha. Được đó. Tôi hả? Ừ. Thôi không được đâu, ở đây đông người lắm. Không sao đâu mà. Thôi lại đây đi, cậu tự nhảy một mình được rồi. Ơi, cô thử tôi... đi. Ra đây thử đi, nè nè. Nè, 1, 2, 3. Cậu nói không được rồi. Tôi xin lỗi nha. Dạ. Qua bên kia ngồi bên. À, được được. Trời, để tôi mang cho. Thật khỏi, tôi tự mang được rồi. Không sao đâu mà, thật đó. Đừng mà, không, sao, không cần sao. Đâu. Tôi không quen. Không sao thiệt mà, để tôi. Để tôi tự mang thì đi. Thì tôi cũng không quen, để tôi mang cho mà. Nè, đưa chân đây. Cảm ơn nha. Trùng hợp gì? Ờ, trùng hợp quá vậy. Hai người cùng ở đây sao? À, hôm nay chúng tôi đi chọn quà sinh nhật cho ba tôi. Còn hai người? Chúng tôi đi chọn bối cảnh. Quảng cáo sản phẩm mới hả? Ừ. À, chọn chỗ này có thể nói là một nơi hẹn hò kinh điển. Đã khuya dậy rồi, cực cho hai người quá. Không có gì, phó tổng, nên làm thôi. Đi thôi, chúng ta đi ăn. Mina, chúng ta cũng đi ăn đi ha. Nếu hai người cũng đang đói, chỉ bằng chúng ta đi ăn chung. Mỹ Yến à, chúng ta đi mua dây kéo thôi mà. Sao em đi lòng vòng nãy giờ vậy hả? Bởi vì em thích đi dạo ở trong này. Với lại dạo chút cũng đâu có làm sao đâu. Vậy thì em mới biết rốt cuộc nhà em đang thiếu cái gì chứ. Không đủ thì mua. Cũng đúng. Ê, em dẫn anh đi coi cái này. Được thôi. Coi cái gì vậy? Wow, cái tivi này to quá. Xem đá banh bẳng này chắc đã lắm luôn. Tivi này 65 inch. Làm sao mà em biết? Là bởi vì em luôn có một mong ước, chính là mỗi tuần vào thứ bảy có thể cùng người mình yêu ngồi ở nhà ăn bắp rang bơ, nằm dài trên sofa xem phim. Anh không thấy rất lãng mạn sao? Cho nên chính vì điều này nên em đã lên mạng tìm hiểu kỹ xem chỗ nào bán bắp rang bơ ngon, tivi hãng nào thì tốt và phù hợp với tiêu chí của em. Trước mắt thì em thích cái này. Vậy anh hy vọng là mong ước của em sẽ do anh giúp em hoàn thành. Ý trời ơi, sao hôm nay tự nhiên khéo ăn khéo nói quá, bắt chước ai vậy? Thì trước giờ anh vẫn vậy mà. Chào anh chị. Anh chị thích tivi này hả? Chúng tôi thích lắm, ở nhà xem tivi như vậy mới đã ghi. Dạ, dòng tivi này không chỉ màn hình rộng mà còn kết nối được 4K, màn hình toàn diện, sử dụng công nghệ UHD với độ phân giải cao đó. UHD? Nói một cách đơn giản, UHD là độ phân giải sắc nét đó. Nếu không phải phòng em quá nhỏ thì em đã mua nó rồi đó anh. Chuyện này đơn giản thôi mà. Thì chúng ta cứ mua một căn nhà mới là được rồi. Có thể để vừa cái tivi này. Hơi nhanh rồi đó. Anh nói làm em mắc cỡ quá. Để tôi giới thiệu sơ về chức năng của nó. Tính năng vượt trội đầu tiên của nó chính là có thể kết nối mạng internet và điều khiển được bằng giọng nói của mình. Mình chỉ cần ấn nút này sẽ xuất hiện giao diện trên màn hình chính. Lúc ở nhà muốn xem tivi thì vô cùng thuận tiện. Tính năng tiếp theo của tivi này chính là phần bảo vệ mắt. Nó có thể điều chỉnh ánh sáng tự động, chống chói. Nếu như ngồi xem phim lâu cũng không sợ bị ảnh hưởng tới mắt. Tốt quá hả? Quá tốt. Anh phải rồi. Học để về nhà dạy em cách sử dụng đó. Đây là những món chính mà hôm nay nhà hàng chuẩn bị cho quý khách. Chúc ngon miệng. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Nhìn cách bày trí cũng bắt mắt quá. Món Trung kiểu Tây. Tôi cũng thường dẫn khách nước ngoài tới đây thưởng thức để họ cảm nhận được mùi hương vị của Đài Loan. Cứ tự nhiên đi. À, Mina, cô đã bao tử ăn canh trước đi. Nếu cô cảm thấy không đủ thì ăn luôn phần của tôi ha. Cảm ơn. Đâu có gì đâu. Đúng rồi, hôm nay sao chỉ có hai người đi chọn bối cảnh vậy? Mấy người khác đâu? Rồi con và Bạch Bạch đang bận yêu đương rồi. Tôi vẫn còn nhớ Bạch Bạch lúc trước.
Bạch Nhã Tuyên hầu như không khác gì so với trước hết. Nhưng thật bất ngờ, quản lý ông cũng biết yêu rồi. Hiện giờ cậu ấy đã có bạn trai rồi, hơn nữa cũng rất hạnh phúc. Ừ, vậy thì tốt, tôi cũng mừng cho họ. Không có gì ơn phó tổng. Thật ra thì tôi cảm thấy hai vị công chúa đang ngồi ở đây cũng đang có một cuộc sống rất hạnh phúc mà. Ơn phó tổng thì có Hạ tổng chăm sóc, còn Mina thì có tôi chăm sóc, không phải sao? Vậy hả? Nói thì dễ nghe lắm, cậu dựa vào đâu? Dựa vào tôi hiện giờ biết rất là rõ ràng, đơn giản dễ hiểu. Nếu có ai đó không có bất cứ sự ràng buộc nào, cũng không có bất cứ mối quan hệ tình cảm phức tạp nào, thì mới thích hợp trở thành bạn trai của Mina. Hạ tổng à, tôi nói cho anh nghe, nếu thích một người thì cứ mạnh dạn nói ra, dũng cảm biểu đạt, cứ rụt rè nhát gan không đáng mặt đàn ông một chút nào đâu. Cậu nói đúng lắm, cảm ơn cậu nhắc nhở. Tôi cũng không nên vì tình cảm của cá nhân mình mà phải giấu giếm người khác, cho dù chỉ là một phút, một giây thôi. Mina. Đủ rồi. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Mina. Anh đừng đi theo tôi nữa. Cứ cho là tôi vẫn còn tình cảm với anh vậy thì sao? Ân Cách Lệ đã hy sinh suốt 10 năm qua, anh không cảm thấy có lỗi với cô ấy sao? Trong chuyện tình cảm này, chúng ta đều là người bị hại. Tôi xin anh, đừng làm tổn thương thêm bất kỳ người nào nữa. Vậy còn anh, cảm nhận của anh không quan trọng sao? Mina, chúng ta nên nói cho rõ ràng đi. Chúng ta còn gì để nói nữa chứ? Mà dù có nói thì mọi chuyện hiện tại vẫn không có gì thay đổi hết. Nếu anh nói với em, anh có thể thay đổi. Em chịu cho anh thời gian không? À, Mina. Mina, không còn sớm nữa, mình mau về thôi. Đừng làm tổn thương thêm bất kỳ ai. Ân Cách Lệ đã hy sinh 10 năm, anh không thấy có lỗi với cô ấy sao? Anh đừng chạy nhanh quá mà, chậm lại đi. Dựa vào tôi hiện giờ, không có bất kỳ sự ràng buộc dây dưa nào hết, cũng không vướng vào mấy cái chuyện tình cảm phức tạp, thì tôi thích hợp là bạn trai của Mina. Hồi đó chủ tịch Ân có chuẩn bị 10 tỷ tiền, nhưng mà không phải cho mượn. Ông ấy mượn lý do đầu tư để chiếm cổ phần của công ty chú. Hạ Dĩ Phạm, anh đừng có chạy xe liều mạng. Dĩ Phạm. Hạ Dĩ Phạm. Hạ Dĩ Phạm.
Em không cần nói gì hết. Anh không muốn nghe. Có gì từ từ nói, có được không? Có gì từ từ nói. Mười năm rồi, ngày nào anh cũng tự nói với bản thân anh phải cố gắng yêu em. Nhưng đã mười năm trôi qua, anh vẫn không thể làm được. Vậy anh cho em thêm mười năm nữa. Anh cho em thêm mười năm nữa có được không? Ngày nào đó chắc chắn anh sẽ yêu em thôi. Trên đời này không có ai yêu anh nhiều hơn em đâu, bao gồm cả cô ta. Chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Dĩ Phạm, Dĩ Phạm, em sửa, là em không tốt, tại em không tốt, em sửa có được không? Em xin lỗi, em xin lỗi, tại em không tốt, em sửa. Anh nói gì em cũng sửa có được không? Anh đừng đi, em xin lỗi. Cách Lệ, chúng ta giải thoát cho nhau được không? Em phải làm sao? Em ăn nói thế nào với ba của em? Anh làm sao giao phó với ba em đây? Anh nợ ba em. Anh sẽ gặp ông ấy để nói cho rõ ràng. Anh xin lỗi. Đừng mà, Dĩ Phạm. Dĩ Phạm. Hạ Dĩ Phạm. Đừng nói với em như vậy mà. Mina, cô không sao chứ? Không sao. Tôi chỉ cảm thấy tại sao mỗi lần gặp mặt anh ta đều phiền như vậy. Nếu cô thật sự cảm thấy Hà Dĩ Phạm cứ bám riết cô làm cô cảm thấy mệt thì cô cứ yên tâm, cứ giao lại cho tôi. Không phải hồi nãy cậu đã làm rồi hả? Cậu chỉ còn thiếu con dao găm nữa thôi. Lần này thì cô đã biết tôi là người đàn ông đáng tin tưởng chưa hả? Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu lúc nãy ở nhà hàng cho tôi chỗ dựa và giữ thể diện cho tôi. Cô nghĩ tôi chỉ là giúp cô giữ thể diện thiệt hả? Không thì là gì. Cảm ơn cậu đã cho Hạ Dĩ Phàm biết. Nhưng Mina này cũng còn người khác yêu. Thành thật cảm ơn cậu nhiều. Trễ rồi tôi đi ngủ đây, mệt quá. Nếu những gì tôi nói với cô ở nhà hàng là thật thì sao?
Mina. Đau đó, cô đang làm gì vậy hả? Vẫn còn biết đau hả? Vậy thì chứng tỏ cậu đã tỉnh mộng. Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon. Đây là câu trả lời của cô sao? Ngủ ngon. Hạ Nhĩ Phạm, tại sao anh vẫn còn xuất hiện? Anh đi đi. 10 năm trước, anh đã bỏ đi rồi. Tôi chưa từng nghĩ kiếp này chúng ta còn gặp lại nhau. Cho đến hôm đó, anh lại xuất hiện trước mặt tôi. Mọi chuyện dần mất kiểm soát. Nhưng như vậy thì đã sao? Chẳng lẽ chúng ta còn cách cuộc khác hay sao? Mình rất tò mò muốn biết người cậu thích là ai. Nếu ngày nào đó anh ấy chịu chấp nhận mình thì mình sẽ nói cho cậu biết trước tiên. Nói vậy người mà cậu thích là Hạ Dĩ Phạm? Cô bạn thân của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng biết rồi. Bởi vì tôi ngây ngô tưởng rằng ngày nào đó tôi sẽ làm cho anh ấy cảm động. Nhưng mà đã nhiều năm trôi qua, với anh ấy mà nói chỉ là trả ơn. Được rồi, anh mau về đi. Không được, anh phải tiễn em tới trước cổng mới yên tâm. Trật tự trị an ở khu nhà em tốt lắm, anh mau về đi mà. Anh không về đâu. Cũng được. Nè, tới đây thôi, em tới nhà rồi, anh chịu về chưa? Ôm một cái. Rồi, em lên đi, nhớ ngủ sớm nữa nha. Ừ, bye bye. Bye bye. Ông Mỹ Yến, mày nhớ phải ráng giữ hạnh phúc của hiện tại. Mina, đợi sau khi anh giải quyết xong mọi chuyện thì anh có thể đàng hoàng nói chuyện với em.
hạ dĩ phàm. Sao anh ta lại ở đây? Ông Miễn, cậu đọc thông báo chưa? Phó tổng Ân Cách Lệ có việc xin nghỉ phép nửa tháng. Trong lúc vắng mặt, tất cả công văn, tài liệu và nghiệp vụ mọi người cứ trực tiếp trình lên cho chấp hành trưởng phê duyệt. Tại sao chứ? Tại sao hả? Ê, Mina, cậu nhìn thấy không? Có chứ. Mà kỳ lạ quá, sao tự nhiên lại xin nghỉ? Đột ngột thiệt. Mình cảm thấy trong chuyện này chắc chắn là có liên quan tới Hạ Dĩ Phàm. Tại sao chứ? Hả? Bởi vì tối hôm qua mình phát hiện ra một bí mật. Bí mật hả? Kể cho mình nghe đi. Không kể. Kể đi. Chú Quảng Dương, đây là bản kế hoạch của dòng sản phẩm dược thời gian, làm việc cô xem qua. Chú Quảng Dương sao? Cứ để đó đi. Có vấn đề gì sẽ tìm cậu. Cảm ơn trợ lý Thiệu. Trợ lý Thiệu? Được, vậy tôi đi làm việc. Chị Sương Sương ơi, đây là tài liệu bên bộ phận chị cần nè. Chị xem đi, có vấn đề gì thì cứ nói với tôi nha, tôi sửa lại cho ha. Được rồi, cảm ơn cậu. Tôi đi làm việc đó. Bye bye. Thiệu tề vất vả rồi. Cô vất vả rồi. Nè, chị Sugar, tại sao Ân phó tổng đột nhiên xin nghỉ vậy? Chắc là có ai đó đấu không lại. Nói nghe nè Lục Xảo Tâm, dạo này cô quan tâm Thiệu Tề hơi quá rồi đó. Đâu có. Đâu có, nước miếng sắp chảy ra ngoài rồi kìa. Chọn một tên sai vặt, đầu óc cô có vấn đề thật rồi. Yumina, cậu đoán xem tối hôm qua ở dưới lầu nhà chúng ta mình đã gặp ai nè? Ai chứ? Cậu đoán đi. Ai chứ? Thiếu gì người sao mà cậu đoán? Cậu đoán đi. Châu Kiệt Luân. Không phải, đoán lại. Tạ Đình Phong. Kim Thành Vũ. Ai chứ? Mình gặp Hạ Dĩ Phàm đó. Vậy sao? Liên quan gì tới mình? Ngồi xuống nè. Mau mau mau. Ăn đồ ăn đi. Ăn đi. Cô uống nước ngọt không đây? Mình không uống nước ngọt. Cậu không uống nước ngọt. Chủ Quảng Dương dạo này làm việc vất vả quá. Vất vả rồi. Chọn cảnh thuận lợi chứ. Thuận lợi. Có xảy ra chuyện gì không? Không có. Sao mà không có được chứ? Nè, chấm miếng sô-cô-la thành thật này đi. Ăn bánh nói thật thì phải nói thật đó nha. Nhưng mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để kể cho hai cậu nghe. Nè, chúng ta phải chị em không? Nói với tụi mình mà phải chuẩn bị tâm lý hả? Nè, ăn thêm miếng nữa. Được rồi. Chuyện là tối hôm qua đó, lúc bọn mình đang chọn bối cảnh, tình cờ gặp Hạ Dĩ Phàm. Vicky. Ê, hi. Đúng rồi, tôi nhớ lần trước cô nói mời tôi đi ăn một bữa để giới thiệu với chồng cô mà. Đúng. Tôi chờ tin cô đó. Được. Có được không? Được, không thành vấn đề. Sandra. Cũng siêng tập quá ha. Cố lên. Bye bye. Hey, hey. Hiếm khi cậu tới tìm tôi. Cậu vẫn không thay đổi. Trước mặt các cô gái luôn tự tin thể hiện mình. Nhưng mà mục đích thì khác. Hồi trước chọc ghẹo nữ sinh, chủ yếu là chị ham vui. Còn bây giờ là muốn rèn luyện khả năng giao tiếp, đồng thời kiếm thêm khách hàng về cho văn phòng. Cậu trở thành người làm ăn chân chính rồi. Cậu có biết không, đàn ông ra ngoài xã hội, ngoài trừ chịu trách nhiệm về bản thân của mình ra, mà còn phải chịu trách nhiệm với gia đình trong tương lai. Nếu lỡ như sau này cậu có con thì trách nhiệm sẽ càng nặng nề hơn. Ngoại trừ có ba đầu sáu tay, còn phải khéo léo tinh tế. Cậu và Bạch Bạch vẫn bình thường chứ? Có thể nói là tạm ổn. Hạ Dĩ Phàm đã nói vậy hả?
ngay trước mặt Ân Cách Lệ luôn. Mình cảm thấy đây không còn là mối quan hệ bạn bè bình thường nữa rồi. Nếu đem hai người đó ra so sánh thì mình thấy Hạ Dĩ Phàm có phần chiếm ưu thế hơn. Làm gì có. Sau chuyện đó Dương Mina về nhà tâm trạng không còn vui như trước. Nếu quay lại với anh ta không có kết cục tốt đẹp đâu. Không lẽ đến với Thiệu Tề thì tốt đẹp hay nè, sao? Nè, mình không có nói câu đó nha. Mình cảm thấy Hạ Dĩ Phàm nếu xét về sự nghiệp hay tính tình đều chín chắn thành đạt hơn Thiệu Tề nhiều. Chín chắn thành đạt sao? Hơi một tình yêu vì tiền mà phản bội lại chính mình, chứng tỏ người đó không có trách nhiệm, cậu thấy đáng tin không? Cũng không thể nói vậy được. Lúc đó Hạ Dĩ Phàm do có nỗi khổ bất đắc dĩ, hơn nữa số tiền đó không phải là mượn anh ta. Mình thấy anh ấy đã hy sinh rất là nhiều. Hy sinh nhiều chỗ nào chứ? Nói không chừng bây giờ anh ta vì chuyện gì đó mới ruồng bỏ Ân Cách Lệ cũng nên. Trời ơi, cậu không thể giả thiết như vậy được. Thôi được rồi, được rồi. Mình thấy những gì hai cậu vừa nói đều rất có lý, nhưng ngồi đây nói cũng đâu có giúp được gì cho mình. Mình về làm gì? Nè, vẫn còn chưa nói xong mà. Đúng rồi, còn chưa ăn xong mà. Cứ thích trốn tránh. Dương Mina, nè, cậu không cảm thấy rất lạ hay sao? Nếu như chỉ vì chuyện này thôi, sao Ân Cách Lệ phải nghỉ phép nửa tháng? Không chừng bên trong còn nguyên do khác á. Phải đó, nếu quả đúng là như vậy thì tiếp theo có kịch hay xem rồi. Alo, Chí Minh hả? Đâu có làm gì nhiều đâu. Nhiều lúc cậu ấy là mình hụt hẫng quá. Có khi nào ông Mỹ Yến đeo nơ đổi giọng như trong phim hoạt hình được thám tử Conan không? Cậu chưa từng nghe con gái nhõng nhẽo có số hưởng. Nói không chừng trong số chúng ta thì rùa con là người hạnh phúc nhất. Bye bye. Nè, mình muốn nhờ hai cậu giúp mình một chuyện. Hôm nay mình có hẹn đi ăn với mẹ Chí Minh nên giờ phải về thay đồ. Hai cậu tới công ty giấu giùm mình. Cảm ơn. Nè, khoan. Cậu thay đồ cái gì? Mình thấy bộ cậu đang mặc cũng đẹp lắm. Đúng rồi. Trời ơi, cậu không hiểu đâu. Mình đã mua một bộ nàng dâu ra mắt mẹ chồng để sẵn ở nhà, không mặc thì không được. Nè, chị em giúp đỡ lẫn nhau. Come on. Kệ nè, đã hứa giúp nhau rồi mà. Mau về nhà là thay đồ đi. Lúc nãy cậu hỏi chuyện của tôi và Nhã Tuyên. Còn cậu, chừng nào cậu với Cách Lệ mới kết hôn đi? Hôm qua tôi và cô ấy chia tay rồi. Hả? Sao đột ngột vậy? Tôi vốn cứ tưởng rằng trái tim của mình đã không còn cảm giác gì nữa, nhưng không ngờ sau khi gặp lại Mina thì... Cho nên tối qua cậu đã không kịp phải nói ra sao? Làm rất là tốt. Cuối cùng cậu đã sống vì chính mình rồi. Hèn gì mình thấy vẻ mặt cậu cứ buồn buồn sao á. Mình không biết làm sao. Thành thật xin lỗi, tôi vào lấy cái ly. Xin lỗi. Tôi muốn pha cà phê. Sorry. Đâu có gì đâu, tôi nghỉ uống rồi. Hai người tự nhiên đi. Người đâu tánh kỳ. Hai người vẫn còn ngượng lắm. Mình đâu có muốn. Cậu cũng thấy bộ dạng cậu ta rồi đó. Sao hả? Đây là bộ ra mắt mẹ chồng mà cậu nói đó. Hai cậu không cảm thấy mình mặc bộ này rất là... Mình biết rồi. Cô gái cổ điển. Đúng, cô gái cổ. Không đúng. Cậu đoán đi, Nữ họa sĩ. Nữ họa sĩ. Hai cậu nói vậy đúng là không hiểu biết gì hết. Không thấy nó rất hiền thục hay sao? Hả? Còn là gam màu tối mà bác ấy thích nhất nữa đó. Cậu xem, nữ tính và đoan trang, đúng không? Nhìn cậu giống con gái nhà lành lắm luôn. Đúng chưa? Đúng rồi. Nôn được rước đi lắm rồi chứ gì. Nôn muốn chết. Đừng có nôn nữa rồi sẽ có người rước mà. Chị Mina, em về trước nha. Chị cũng tranh thủ về sớm đi. Được, em vất vả rồi, bye bye. Giờ vẫn còn sớm mà. Sao mọi người về hết trơn? Chỉ còn lại mình.
Chú Quảng Dương. Rùa con không về cùng với cô sao? Hôm nay cậu ấy có hẹn đi ăn với mẹ của Chí Minh. Tôi đợi thang máy. Thang máy tới rồi. Hôm nay cô... Hôm nay tôi mọi chuyện thuận lợi. Còn cậu? Hả? Hôm nay tôi cũng suôn sẻ lắm. Suôn sẻ thì tốt. Thuận lợi thì tốt. Hình như sắp tới rồi. Hình như sắp tới rồi. Em làm có mệt không? Không mệt. Nè, Chí Minh đến đây đón cậu hả? Phải đó. Hai. Cậu ta lần trước cậu ta tới gara của anh thả dê. Còn sao hiểu lầm nhà, không phải, anh không phải cậu ta dê anh. Em sẽ giải thích sao ha. Không sao. Nè, không ông sao. Bị, còn chiếc xe đùa của cậu thì sao? À phải ha. Thiệu Tề. Chuyện gì? Cậu chở Mina về nhà giùm tôi. Chỉ có tôi với chủ Quảng Dương thôi hả? Chứ không lẽ có luôn cả tôi. Đi thôi Chí Minh. Rồi đi. Cố lên. Bye bye. Vậy chủ Quảng Dương chúng ta đi thôi. Xe đậu đằng kia. Quán sushi Nagata. Nè em ăn đi. Cảm ơn anh. Mẹ, mẹ sao vậy? Gì mà cay dữ vậy? Là mẹ sặc thông lên tới não. Dì ơi, con xin lỗi dì, con không cố ý. Vậy nè mẹ. Không sao đâu, không sao đâu. Để con gọi dĩa khác cho dì nha dì. Tôi khỏi. Mỹ Yến à, dì chỉ bị sặc một chút thôi, không sao đâu con. Không sao đâu. Đừng căng thẳng. Dạ, không sao đâu. Dạ. Mẹ anh chỉ là bị sặc mù tạt một chút thôi. Mẹ đừng có chấm mù tạt nữa, mẹ chấm nhiều quá là bị sặc đó. Được rồi, mẹ biết rồi. Cách lễ, mình giải thoát cho nhau được không? Để một cô gái xinh đẹp như vậy ngồi uống rượu một mình, đúng là đáng trách quá. Cho một ly whisky đi. Dạ có ly. Mời anh đi cho. Tránh ra. Tại sao ngay cả lúc em giận dữ cũng xinh đẹp vậy? Anh ơi, có chuyện gì hả? Tôi không uống whisky. Không uống hả? Ok. Vậy cho hai ly rượu van đi. Nào. Mời. Mỹ Yến à. Dạ. Dì nghe Chí Minh nói con đang làm việc ở công ty mỹ phẩm hả con? Dạ phải. Hèn gì da dẻ con đẹp vậy, y như nữ sinh mới 18 tuổi vậy đó. Dạ đâu có. Con thấy da của dì cũng rất đẹp. Dì chăm dưỡng da lắm hả dì? Mất từ 3 tới 5 tiếng mỗi ngày. Thật sao dì? Bởi vì con đi làm ở Duyệt Dung Đường cho nên được mua giá ưu đãi. Hay để con đưa vài chai dì dùng thử nha. Nhãn hàng này thì dì biết nha. Kem dưỡng da của công ty con hình như không có được rẻ đâu. Con được mua giá ưu đãi mà, không sao đâu. Để con đưa cho dì dùng thử được không dì? Thật không con? Dạ. Vậy thì dì tiết kiệm được rất nhiều tiền. Dạ phải. Mẹ à, Mỹ Yến muốn tặng mẹ là tấm lòng của cô ấy. Nhưng mà chúng ta không nên nhận đồ của cô ấy. Cô ấy cũng phải bỏ tiền ra mua mà mẹ. Có sao đâu mà. Công ty tụi em có ưu đãi anh không biết gì hết. Không sao đâu dì. Nếu dì hết kem dưỡng da cứ nói với con gửi gì. Nhưng mà vậy thì dì ngại không lắm. Không sao đâu. Xài hết cứ nói với con. Được. Mỹ Yến à, nhìn con mặc đồ trang sức hình như toàn những thứ mắc tiền. Con kiếm được nhiều tiền lắm hả?
Dạ cũng không phải vậy. Phụ nữ thời buổi hiện nay thì phải độc lập về kinh tế, tự kiếm tiền rồi mua những thứ mình muốn mua mà thôi. Dì ơi dì, con đi vệ sinh một lát nha. Được, con đi đi, con đi dạ. Đi mẹ, mẹ ăn thêm đi. Chí Minh à, con bé Mỹ Yến này, nhìn nó từ đầu tới chân, quần áo trang sức toàn là những thứ mắc tiền. Con có chắc là sau này con nuôi nổi người ta không đó? Mẹ, con đã nói với mẹ là có một tập đoàn nổi tiếng muốn hợp tác với con rồi mà. Sau này con sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Hơn nữa, Mỹ Yến kiếm được nhiều tiền hơn con nữa. Sau này sẽ là quỹ chung cùng lo cho cả gia đình. Mẹ đừng lo. Con khờ quá, không nghe người ta nói hèn sao. Con gái mà giỏi kiếm tiền đều rất cá tính. Mẹ sợ con lấy nó về rồi suốt ngày phải quỳ lụy nó đó. Không có đâu. Có đó con, bây giờ nói không có, sau này rồi con thấy cái cảnh. Hai mẹ con đang nói gì vậy? Anh với mẹ đang nói đồ ăn ở đây ngon quá. Phải đó, con tìm chỗ này lâu lắm rồi. Có thật không? Mời dì về ăn đi. Dì còn đói không? Để con gọi thêm vài món nữa ha. Thôi khỏi. Không gọi sao? Dì nói rồi. Dạ. Bây giờ chỉ còn chờ phiên tòa cuối cùng thôi. Thật ra cô có thể bắt đầu tìm mục tiêu đầu tư tiếp theo được rồi. Vì chồng trước của cô để lại khối tài sản kết xù. Khi số tiền đến tay của cô, lúc đó cô sẽ đau đầu vì tiền đó. Tất cả đều là nhờ có anh hết đó. Nè, chúng ta cạn ly đi. Chúc mừng cô sớm trở thành người phụ nữ độc thân xinh đẹp nhất. Giao cho anh đó. Không thành vấn đề. Được rồi, được thêm rồi. Không ngờ tử lượng này lại tốt như vậy. Wow, cô uống giỏi quá. Thêm một ly nữa. Cuối cùng thôi. Nè, cho thêm một ly quá. Đi. Cô chờ tôi một chút nghe. Hình như đó là bạn của tôi. Chờ tôi một chút. Hay quá. Thêm ly nữa, Uống đi. Ly cuối cùng này. Tránh ra giùm đi. Nè. Anh là ai vậy? Bạn gái của tôi để tôi lo được rồi. Kích lệ. Em có sao không? Anh là ai vậy? Muốn ăn đòn hả? Liên quan gì tới anh? Có gì từ từ nói chứ. Kích lệ. Vậy đi em, mau lên. Vậy đi. Không sao rồi. Hả? Anh đã làm gì quý rồi? Hả? Muốn gì? Dẫn hắn ta đi. Đi thôi. Tao nhớ mặt mày rồi, mày đợi đó. Tôi cũng nhớ mặt của anh đó. Ân Kích Lệ à, sao mà uống nhiều dữ vậy em? Ân Kích Lệ, tôi không uống nữa. Bạn của anh không sao chứ? Cô ấy uống sai rồi, để tôi liên lạc với người nhà cô ấy kêu họ trước cô ấy về. Vậy để tôi tự bắt xe về được rồi. Thành thật xin lỗi nha. Vậy khi nào xong việc tôi sẽ gọi cho cô. Anh nhớ cẩn thận nha. Bye bye. Bye. Ân Kích Lệ. Roger, cảm ơn anh đã chở em đi làm nha. Anh có lòng quá à. Hiểu Đồng à, chúng ta phải mau chóng tổ chức đám cưới mới được. Ngoài ra chuyện di dân cũng phải tranh thủ làm thủ tục. Sao mà nhanh vậy? Đúng vậy, ba mẹ anh ở bên Mỹ nôn bồng cháu lắm. Được, em biết rồi. Vậy em đi làm nha. Được. Bye bye. 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 Được rồi. Gặp lại sau. Bye bye. Bye bye. Alo ông chủ. Chiếc xe đó sửa xong rồi. Tôi đang trên đường tới garage. Được. Bye bye. Đồ hôm qua đâu? Chị Du. Cô chủ, cô dậy rồi hả? Nè nè, tôi đem thuốc giải rượu cho cô uống. Bữa sáng cho cô tôi nấu xong rồi. Ông chủ đang đợi cô dưới lầu á.
Ba. Vậy rồi hả? Ừ. Mau uống đi con. Đây là cái gì? Thuốc giải rượu. Ừ, con không uống đâu. Được rồi, để ba kêu chị Du làm ly sữa hột gà nóng cho con uống, cũng có thể giải rượu. Thôi khỏi đi ba, con không sao. Con chắc không vậy? Ừ. Nè, ngồi đây. Nói đi, con và Hạ Dĩ Phàm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Không có. Không có mà con một mình chạy đi uống rượu quên trời quên đất như vậy hả? Mọi việc cô chủ ra xe đi. Dạ. Cô chủ à, cô chủ cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận chút nữa. Đừng có ép nè, tôi. Cẩn thận, cẩn thận một chút. Cẩn thận. Từ từ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con tới gặp khách để bàn công chuyện, tình cờ thấy Cách Lệ bị hai tên kia chút rượu nên con đã ra tay ngăn cản. Nhất thời không biết liên lạc với ai nên con đành làm phiền chủ tịch. Cậu là... À, con là Dương Thi Chủ, đàn anh khóa trên của Khách Lệ. Cảm ơn cậu nha. Dạ, chuyện nên làm. Cực thân cho cậu. Ân tình này tôi nhất định sẽ trả. Ngoài trừ Hạ Dĩ Phàm ra, còn ai có thể khiến cho con thành ra như vậy? Con biết con như vậy sẽ rất nguy hiểm hay không? Được rồi. Ba, con sai rồi, con xin lỗi. Con vừa tỉnh dậy còn nhức đầu lắm, ba đừng có la nữa. Con đó, ba biết con đã không còn là con nít nữa. Nếu ba la mắng chuyện hôm qua con uống say sẽ làm cho con cảm thấy xấu hổ. Chỉ là người làm cha này bất luận như thế nào cũng phải nói với con, con là đứa con gái duy nhất của ba, con tuyệt đối không có tổn hại nào, càng không cho phép bất cứ ai làm tổn hại tới con. Đã hiểu chưa? Ừ, con biết rồi. Mở lòng ra đi, dù trời có sập xuống thì vẫn còn có người ba này chống đỡ hả? Ừ. Đi đi đi, về phòng nghỉ ngơi đi. Cảm ơn ba. Alo, thư ký Trần, gọi Hạ Dĩ Phàm tới gặp tôi. Chủ tịch, lúc nãy anh Hạ có gọi tới hẹn gặp ông. Hả? Được rồi, cô sắp xếp thời gian cho tôi đi. Dạ được. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Là bộ này nè, chính là bộ này đó, nhìn rất đẹp đúng không? Không biết lần đầu tiên trong đời được mặc áo cưới sẽ có cảm giác như thế nào. Mình nghĩ cảm giác này chính là có thể được cùng với người mình yêu bên nhau tới già. Hai đứa ngồi trên xích đu xem mặt trời mọc. Wow, nghe cậu nói cũng lãng mạn quá ha. Vậy mình và Chí Minh cũng ngồi xích đu ngắm mặt trời mọc, và còn cùng nhau ăn chay nữa. Ủa, tại sao lại phải ăn chay chứ? Thì già rồi răng đâu mà ăn thịt. À đúng rồi, hôm qua cậu đi ăn với mẹ của Chí Minh mà. Thế nào rồi, nói chuyện có hợp không? Ê, sao rồi, sao rồi? Nói chung mẹ anh ấy cũng dễ gần. Wow. Đi vô trong coi, vô trong coi. Từ từ kể cho nghe, nghe lên đi. Mình thân với chủ cửa hàng này lắm á. Thiệt không đó? Ông Mỹ Yến, bọn mình theo cậu vào trong này rồi, mau nói đi. Chuyện là như vậy. Thật ra thì mẹ của anh ấy đòi xin bát tự của mình. Mỹ Yến à, con có thể đưa bát tự của con cho dì, để dì đi tìm thầy bói coi con và Chí Minh có hợp tuổi hay không đi. Nhân tiện chọn ngày lành tháng tốt, con thấy vậy được không con? Dạ được, dì đợi con một lát. Dì ơi, dì cứ yên tâm đi, mẹ con đã từng bói cho con, nói con có số dưỡng phu đó. Vậy hả con? Con gửi cho Chí Minh rồi. Rồi, chút nữa anh gửi qua cho mẹ. Nhưng mà nè, dì thấy con ngoan ngoãn lễ phép, sau này chắc chắn sẽ là một nàng dâu tốt. Hả?
gặp lần đầu mà đã xin bác tự. Hai người chuẩn bị kết hôn hả? Đâu có nhanh dữ vậy. Không nhanh sao dẫn bọn mình đi coi áo cưới? Thì muốn coi cho biết mà, tham khảo trước một chút thôi. Được, vậy chúc mừng cậu. Coi như là cậu đã vượt qua được cửa ải của mẹ chồng tương lai rồi. Không ngờ là cậu lại chịu an phận với một anh chàng sửa xe đó. À, trời ơi, bình thường thôi, đây là do số phận an bài đó. Là số phận hay bệnh mê trai? Nè nè, nói bậy bạ không à? Nè, cũng may là cậu và mẹ Chí Minh cũng hợp nhau, sau này sẽ không có chuyện mẹ chồng nàng dâu. Thật ra đây cũng là chuyện khiến mình thấy lo lắng nhất. Không ngờ mẹ anh ấy lại dễ gần tới như vậy. Ý, ba mẹ Thiên Vũ thì sao? Ồ, Thiên Vũ mồ côi cha, với lại mẹ của anh ấy thì được anh hai đón qua Mỹ lâu rồi. Nếu nói như vậy thì hai đứa mình đều không vướng mẹ chồng nàng dâu rồi. Tốt quá đi. Gì vậy? Tốt quá rồi, nên vui mà. Trời ơi, hai cậu khỏi cần lo cho mình. Mình thấy hai cậu được như bây giờ, hạnh phúc nè, vui vẻ nè, là mình thật lòng thấy mừng cho hai cậu. Mình đang nghĩ, giả sử như kiếp này mình không có cơ hội được khoác lên người áo cưới, nhưng ít ra mình được mặc áo phụ dâu tới hai lần. Ê, làm gì có ai tự trùng mình như cậu chứ. Phải đó. Hay là như vậy, tụi mình hứa với nhau, bất luận sau này có lấy chồng hay không, tụi mình cũng sẽ luôn bên nhau cho đến già đến chết. Được. Nào, đến già đến chết. Nhưng mà đây là chúc phúc sao? Đúng ha, nghĩ lại thấy hình như không hay cho lắm. Ờ, đúng rồi đó, mình không muốn bị già đâu. Được rồi mà, bên nhau đến già, có người bầu bạn là vui. Vậy đi, vậy đi. Mấy quán cà phê bây giờ đúng là hiện đại, cả ly tách cũng sáng tạo như vậy. Bao bì sản phẩm vốn là một phạm trù rất rộng. Làm cách nào để thu hút sự chú ý của khách hàng là bước đầu tiên của quá trình thành công. À, cũng giống như lần này, công ty kết hợp với bộ phim đẩy mạnh tính chủ đề, tăng thêm độ nổi tiếng, khách hàng chịu bỏ tiền mua. Em làm tốt lắm. Anh có biết ý tưởng này do ai nghĩ ra không? Dương Mina. Ơn cách lễ. Vậy chắc là em nghĩ ra rồi. Tại sao chứ? Người có thể nghĩ ra được ý tưởng hay như vậy, chắc chắn hiểu rõ điểm mạnh của việc hợp tác liên ngành, biết cách lợi dụng ưu thế của nhau để mà tạo ra thành quả cho đôi bên cùng có lợi. Nếu chỉ nghĩ cho lợi ích một bên thì khó lòng thuyết phục đối phương hợp tác. Chỉ những người ở lâu trong nghề mới biết, tiền kiếm hoài không hết, giúp đôi bên cùng có lợi chính là điểm mấu chốt để tồn tại. Một người trí tuệ như vậy chỉ có em thôi. Vậy theo lời anh vừa nói, doanh số bán hàng quý này lại phá kỷ lục năm ngoái rồi, chứng tỏ người này có năng lực vượt trên cả em.